Câu 13. Hãy cho biết khi mức lương bình quân trên tháng của ngành công nghệ thông tin và các ngành công nghiệp khác cùng tăng lên 200 đô thì ước lượng điểm của mức tăng của số lượng lao động ngành công nghệ thông tin là bao nhiêu? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta nhìn lại hàm mục quy tổng thể. Ở đây, RVK chính là mức lương bình quân trên tháng của các ngành công nghiệp khác. Còn IVK là mức lương bình quân trên tháng của ngành công nghệ thông tin. Nhìn vào đây ta thấy, nếu như biến RVK tăng lên một đơn vị, yếu tố này tăng lên một đơn vị, thì yếu tố L sẽ tăng lên beta 2 đơn vị. Nếu RVK tăng một đơn vị, tức là tăng 1.000 đô, thì L tăng beta 2 đơn vị. Tương tự như thế, nếu IVK tăng lên một đơn vị, thì L tăng lên beta 3 đơn vị. Nếu IVK tăng lên một đơn vị, tức là 1.000 đô, vì đơn vị của IVK cũng là 1.000 đô, thì L tăng beta 3 đơn vị. Từ đây chúng ta suy được, nếu cả hai yếu tố này cùng tăng lên một đơn vị, thì L sẽ tăng lên beta 2 cộng beta 3 đơn vị. Từ đây chúng ta suy được điều sau. Nếu cả hai yếu tố này tăng lên 200 đô, 200 đô tức là 0,2 đơn vị, thì L sẽ tăng lên bao nhiêu? Nếu IVK, nếu RVK và IVK cùng tăng 200 đô, tức là 0,2 đơn vị, thì L sẽ tăng lên là 0,2 nhân cụm này, nghĩa là 0,2 nhân beta 2 cộng beta 3 đơn vị. Câu hỏi của bài này là gì? Nếu cả hai yếu tố này cùng tăng lên 200 đơn vị, 200 USD, thì ước lượng điểm mức tăng của L là bao nhiêu? Như phân tích ở đây, mức tăng của L là 0,2 nhân beta 2 cộng beta 3. Như vậy câu hỏi này là đi tìm ước lượng điểm của cụm này. Chúng ta đã biết ước lượng điểm của beta 2 là beta 2 mũ, ước lượng điểm của beta 3 là beta 3 mũ. Từ đó chúng ta suy ra ước lượng điểm của 0,2 nhân beta 2 cộng beta 3 là 0,2 nhân beta 2 mũ cộng beta 3 mũ. Từ kết quả của bảng thông báo, ta có được điều sau. 0,2 nhân beta 2 mũ cộng beta 3 mũ bằng 0,2 nhân với trừ 1,822161 cộng 2,332665. Bấm máy tính ra là kết quả bằng 0,83096. Chúng ta nhìn lại xem đúng có phải là beta 2 bằng con số này và beta 3 bằng con số này không. Quay trở lại bảng thông báo. Đây, beta 2 mũ chính là trừ 1,822161, còn beta 3 mũ là 2,332665. Đây chính là kết quả câu 13 yêu cầu.